Cuối cùng thì AI cũng đã có trên Lightroom. Đây là một tính năng mình mong chờ từ rất là lâu rồi. Chúng ta có thể xóa vật thể thông minh và hợp lý hơn. Thì bây giờ mình sẽ demo cái tính năng này trên Lightroom để cho anh em xem nha. Thì mới đêm hôm qua thôi, Adobe đã chính thức mang cái tính năng Generative Remove lên trên Lightroom. Thì trước đây chúng ta sẽ có Generative Fill ở trên Photoshop rồi, và nó làm được nhiều thứ hơn so với lại Remove. Generative Remove á, về cơ bản nó cũng giống với lại ở bên Photoshop là Generative Fill. Thay vì bên đó, bên Photoshop á, anh em muốn xóa cái gì đó, anh em khoanh vùng và bấm Generate luôn, chứ không cần phải điền gì hết. Thì bên Remove này nó cũng vậy, nó cũng hoạt động tương tự thôi, anh em khoanh vùng cái chỗ cần xóa. Nó sẽ cũng cho anh em 3 cái tùy chọn và cũng có thể tiếp tục thay đổi 3 tùy chọn đó làm sao mà anh em cảm thấy nó phù hợp với tấm hình của anh em mà thôi. Đó, thì nó cũng tương tự vậy thôi anh em. Nhưng mà có một cái trải nghiệm hơi vui là nó không phải lúc nào cũng xóa vật thể. Đôi khi nó sẽ nhận diện chỗ đó là một cái con người và nó sẽ thay thế bằng một người khác mà trong khi mình lại đang muốn xóa cái vật thể đó đi. Thì đây là một cái nó gọi là remove nhưng mà đôi khi nó không remove. Thì bây giờ mình sẽ quay lại màn hình và demo thử cho anh em xem nó hoạt động như thế nào nha. Thì hiện tại mình đã add sẵn một vài những tấm hình để mà mình thử xóa xem nó như thế nào. Vì đây là tính năng của AI cho nên là nó có lưu lại lịch sử để mình xem, và cái vùng chọn nó trông như thế nào mình cũng sẽ demo cho anh em xem ha. Thì tránh để anh em chờ đợi thì mình đã generate thử một vài trường hợp rồi. Thì bây giờ mình anh em cùng xem kết quả. Cái khu vực mà mình chọn là như thế này, và cái tấm hình ban đầu khi mình chưa xóa nó sẽ là như thế này. Nó đang có một cái iPad và mình không muốn nó xuất hiện, mình bấm xóa. Thì cái kết quả này mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Nhìn cái cục này nó giống như một cái hub USB, nhưng mà mình thấy nó chưa clean lắm. Thì anh em nhìn phía bên tay phải, ngay cái chỗ variation đó, nó sẽ có 3/3. Thì đây là 3 lựa chọn anh em có thể lựa ha. Qua cái là lựa chọn thứ nhất nè. Cái này nhìn nó hợp lý hơn vì nó giống cái phần màu đen á, nó giống như là cái chân của cái bàn gỗ luôn. Thì nó khá là hợp lý hơn so với cái hub USB hồi nãy. Thì mình thấy lựa chọn này ok, nhưng mà anh em phải xem hai cái lựa chọn còn lại ha. Qua đó, cái này thì nó đang suy nghĩ là có một cái máy hình, nó thay cái iPad thành một cái máy hình và một cái giống như là cái con chuột và một cái tờ giấy sticker gì đó bên dưới. Thì như mình đã nói ở đầu video, không phải lúc nào nó cũng xóa. Thì đôi khi nó sẽ hiểu là mình đang muốn thay thế cái đó, giống như là cái AI ở trên Generative Fill ở trên Photoshop. Đây là một trải nghiệm rất là vui, mình giống như mình đang ngồi lựa vậy á. Rồi thì đây là trường hợp thứ nhất ha. Sang trường hợp thứ hai, thì đây là cái tấm hình ban đầu và đây là kết quả khi mình generate hai cái vùng chọn ở hai bên tấm hình này ha. Đây là kết quả đầu tiên nè. Mình khoanh vùng cái khu vực này là cái tay vịn cầu thang phía bên phải. Rồi thì bây giờ mình sẽ có 3 kết quả ở đây ha. Variation, kết quả thứ hai, cái này thì nó cho cái núi nó chập trùng hơn, mình không thích lắm và cũng không hợp lý. Cái này thì ở trên phần sàn gỗ nó có hơi những cái khuyết điểm nè, nó cũng không hợp lý lắm. Thì cái kết quả đầu tiên này vẫn là kết quả mình nhìn nó ok nhất, nhìn hợp lý nhất. Nhưng mà nó có một phần nó hơi bị blur, nhìn kiểu như là có sương mù á. Thì rất là dễ nhận ra đây là một sản phẩm của AI. Rồi cái chỗ kế bên cũng vậy thôi. Mình khoanh vùng một cái cầu thang. Đó, sau đó là mình chọn cái kết quả thứ ba. Thì kết quả thứ nhất như thế này. Nhưng mà anh em biết gì không? Cái kết quả này, cái phần sàn gỗ á, nhìn nó không có thẳng, nó hơi bị ém xuống bên dưới. Đó, mình cho nên mình chọn cái kết quả thứ ba. Phần sàn gỗ vừa thẳng, màu ở trên nước á, nhìn rất là hợp lý. Và nó có cả bóng của cái phần cây ở phía trên đồi. Đó, ngay khu vực này nè. Cái tấm hình này mình bỏ qua ha, tại vì nó là cái trường hợp một lát mình nói ở cuối. Thì đây là cái tấm hình lúc trước mình sử dụng để thiết kế. Mình nghĩ là cái này nó sẽ áp dụng nhiều nên là mình sẽ thử cho anh em xem. Đây là lúc mà mình chưa có xóa nè. Đây là lúc mình xóa rồi nè. Đó là cái kết quả mình thấy nó hợp lý nhất. Để cái vùng chọn của mình là đây. Sau đó là kết quả đầu tiên, variation này ha. Kết quả thứ hai, nhìn cũng hợp lý đúng không? Nhưng mà cái phần tường bên trái á, thay vì nó xanh, nó màu xanh nó đậm hơn, nó tối hơn, thì cái phần bóng ở bên dưới á, nó hơi ngã về cyan một chút xíu, thì mình thấy nó không hợp lý. Đó, thì kết quả này là ok nhất. Thì cái tấm hình này cũng thú vị nè. Ban đầu nó là một cái cây, và mình đang muốn thử xóa cái cây này xem nó như thế nào. Thì khi mà mình chọn cái vùng chọn á, ở đây, thì nó lại sản sinh ra một cái cây khác mà nhìn nó giả hơn. Thì trong 3 kết quả này thì phần lớn là nó đều tạo ra một cái cây gì đó, hoặc là nó tạo ra một cái
cái nhánh cây á, nhìn nó hợp lý là cái chỗ này từng đã có một cái cây đó. Thì nếu như mà anh em chưa ok á, thì mình nghĩ á, sẽ có một tip như này là anh em cứ chọn cái kết quả nào mà anh trông ok nhất, sau đó xóa những cái vùng nhỏ hơn còn lại đó. Nó hơi phức tạp chút. Rồi cái tấm hình này anh em đoán được là cái gì không? Đây là tấm hình anh Hiệp chụp với lại chị Sen. Mình đang muốn xóa cái người, hai người đứng cạnh bên nhau và có một chút pixel nó dính vào á, như cái trường hợp là cái áo chị Sen này nó dính vào cái áo của anh Hiệp. Thì bây giờ mình xóa thử khu vực đó. Đó, thì nó hay ở chỗ đây là AI nè. Nó hay ở chỗ là nó sản sinh ra được thêm một cái bàn tay đang nắm vào cái lan can. Thì nếu như mà anh em xóa bằng container aware thì không bao giờ nó sẽ sản sinh ra được những cái pixel mới giống như vậy. Nó chỉ lấy đâu đó trên khung hình thôi. Lúc đầu anh em có đoán được không? Chắc là nhìn vào cái bàn tay ở bên phải này có thể đoán được ha. Nhưng mà bây giờ mình thử mình xóa luôn ha. Ở phía dưới cái phần crop á, thì chúng ta sẽ có cái mục remove này ha. Bấm vào phần remove generative AI nè. Đó, thì mình phải tích vào đây. Có một cái dòng là generative AI nè, phải tích vào đây nha anh em. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái vùng chọn là cái bàn tay ở phía bên dưới để xem nó có sản sinh ra được cái lan can hay không. Khi mà anh em tạo vùng chọn bằng công cụ này á, thì nó sẽ cho thêm một bước nữa là để anh em thêm hoặc bớt cái vùng chọn mình đã vừa chọn nó có chính xác hay chưa. Thì mình thấy ok rồi nên mình đã bấm apply này. Tính năng này phải sử dụng cả phần cứng của máy tính và một phần là nó sẽ up lên cloud để mà nó xử lý trên máy chủ AI nữa. Thì nó sẽ hơi lâu một chút. Thì kết quả ở đây mình có 3 kết quả. Kết quả đầu tiên nhìn đã khá hợp lý rồi ha. Thứ hai nè, thứ ba nè. Ok, mình nghĩ thứ hai là ok. Đó, thì bây giờ anh em nhìn xa xa thì cũng khá mà khó để nhận ra là đây là một tấm hình AI. Nhưng mà khi zoom vào cái bàn tay á, thì rất có thể là sẽ nhận ra được. Rồi, cái tấm hình tiếp theo. Đó, đây là một cái nhược điểm của AI nè. Đôi khi nó sẽ nhận diện sai và nó sẽ đưa cho những cái kết quả sai. Đó, mình cũng xóa người, hai người mình xóa một người ha. Rồi, ở đây nó đang nhận diện là cái phần màu đen này là một phần cơ thể của anh Hiệp. Nó có cái áo, nó có cái texture giống như cái áo và có cái vệt nắng. Cho nên là nó ba kết quả nó đều sai anh em à. Anh em coi những kết quả còn lại. Đó, có nhận diện thêm một đứa bé nữa chứ. Sợ thật. Ok. Rồi, cái hình cuối cùng. Đây là một cái tấm hình dễ thôi. Xóa một người ở kế bên. Nhưng mà tấm hình này tại sao nó dễ? Tại vì nó có xóa phông ở phía sau. Cho nên là nó nhận diện được người rất là dễ. Thường là những kết quả này cho dù nó phức tạp á, thì nó cũng khá là dễ so với những cái trường hợp mà nãy giờ mình ra cho AI. Đó, nhìn anh em thấy nó xóa ngay từ tấm đầu là đẹp rồi. Thì bây giờ mình quay lại cái tấm đầu tiên mà nó có nắng á, mình selfie á. Đây là cái hình gốc ha. Là có rất là nhiều người muốn xóa. Mục đích của mình là muốn xóa nguyên một cái hàng rào xa và có mặt đường. Bây giờ mình tạo nguyên cái vùng chọn ở tất cả những người này đó. Rồi, thì kết quả thì nó không có sai được. Rồi, vấn đề là nó đang không hiểu mình muốn làm gì, remove cái nào và thêm cái nào. Thì bên generative field á, mình có thể điền vào nếu như mình có chủ đích đó. Còn ở đây thì mình không có cái chỗ để mình nhập lệnh, cho nên là nó khá là xui. Rồi bấm refresh thì chờ cũng khá là lâu. Đây, mình bấm thử cho anh em xem. Ok, đó, thì mình vừa thử refresh cho anh em xem thì kết quả nó cũng khá là tương tự. Ôi trời ơi, giật mình. Ôi dồi. Ok, thì tính năng này nó cũng như vậy thôi. À, bonus cho anh em thêm một cái nữa. Đó là một cái tính năng AI mới mà mình cũng được early access. Đó là Lens Flare. Tính năng này là kiểu như anh em dùng điện thoại chụp thì nó sẽ không có độ sâu trường ảnh. Nó hơi xóa phông một chút và nhìn nó giống như chụp bằng máy ảnh á. Đó, thì có thể sử dụng tính năng này. Thì cái Lens Flare này anh em chỉ cần bấm apply nè. Nó sẽ có cho anh em một số cái tùy chọn để nó load xong. Đó, thì nó sẽ mất một khoảng thời gian để mà hiểu được đâu là tiền cảnh, đâu là hậu cảnh để mà làm mờ. Thì ngay khu vực đầu tiên luôn, chúng ta sẽ có một cái thanh amount để tăng giảm nè, mờ hơn nè, rõ hơn nè. Rồi mình sẽ để cái mờ nhất đi để mà nó dễ nhận diện ra. Ở dưới chúng ta sẽ có một cái focus range. Cái chỗ này mình hiểu như là nó đang phân chia cái tấm hình ra, sau đó nó phân chia là tiền cảnh ở đâu, điểm đáy nét ở đâu và hậu cảnh ở đâu, để mà cung cấp cho chúng ta thông tin để mà xê dịch cái điểm nét đó. Nhiều khi là AI nó nhận diện chưa chính xác và đây sẽ là cái công cụ hỗ trợ mình thêm ha. Mình thử dời xem. Giống như mình đã nói thì cái focus range này nó đang dời từ trước ra đằng sau nè. Ở phía sau nó sẽ rõ dần và cái mặt mình sẽ mờ dần. Đó, cái này là AI đó anh em. Nó đã tách chủ thể ra, nó mới làm được như vậy.
Visualize Depth, có nghĩa là cái này sẽ hiển thị lên thông tin visual cho anh em là cái khu nào phía trước, khu nào phía sau. Màu tím là ở xa nhất nè, và gần nhất là màu cam. Đây mình dịch lên nè. Đó, anh em thấy cái focus range nó di chuyển không? Đó, đó là AI nó mới nhận diện và nó làm ra được cái thông tin nó nhanh đến như vậy. Cái phần ở phía dưới cuối cùng là Visualize Depth á, thì nó chỉ là để anh em có thể tùy chọn và vẽ và chỉnh sửa lại cái độ sâu trường ảnh này cho nó hợp lý và đúng với cái mắt nhìn của chúng ta hơn. Thì đợt update lần này sẽ có hai tính năng lớn, đó là Generative Remove và Lens Blur, là được hỗ trợ bởi AI Firefly. Đây là cái tính năng mình chờ rất là lâu rồi, vì trước đó là mình phải sử dụng cái tính năng xóa vật thể á, nó hơi cùi, nó chưa có đúng theo cái ý muốn của mình mà gần như là mình phải đem qua Photoshop để làm cho nó đúng. Sau khi mình thử trải nghiệm thì Generative Remove nó cũng có một số những cái hạn chế, giống như là nó không nhận biết được là mình đang muốn xóa và nó phải thay đổi một cái gì đó. Và lúc này là coi như là no hope luôn á, anh em chỉ cần anh em sẽ phải là đem qua Photoshop. Thì hy vọng là sau này Adobe sẽ cập nhật thêm cái tính năng cho chúng ta điền những dòng form vào trong đó để mà xóa hay là thay đổi, hoặc là có thể tạo ra những cái nút để mà chúng ta chọn cũng được. Ok, video đến đây cũng là hết rồi ha. Và mình là Cáo, chuyên làm về những thứ liên quan tới hình ảnh, ống kính, máy ảnh. Theo dõi mình để có những bài viết hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.